Chỉ với 3.000 đồng một ngày, bạn có thể thoải mái lướt web, làm việc, giải trí. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn ở kênh YouTube của mình. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn 3 gói cước có mệnh giá là 90.000 đồng của nhà mạng Mobi. Gói cước đầu tiên mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là gói cước PT90. Giá cước để đăng ký là 90.000 đồng trong một lần đăng ký. Bạn sẽ nhận được 45GB data tốc độ cao để sử dụng trong 30 ngày. Tức là một ngày bạn sẽ có 1,5GB. Để đăng ký gói cước, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp DL dấu cách BT90 gửi đến tổng đài 9084. Gói cước có mệnh giá 90.000 đồng tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn đó là gói cước AG90. Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được 30GB data tốc độ cao để sử dụng trong 30 ngày. Ngoài ra, bạn còn được miễn phí một tài khoản dùng Mobi Agri. Để đăng ký gói cước này, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp DL dấu cách AG90 gửi đến tổng đài 9084. Và gói cước cuối cùng trong video này mình sẽ giới thiệu đó là gói cước LA90. Chỉ với 90.000 đồng trong một lần đăng ký, bạn sẽ nhận được 15GB data tốc độ cao để sử dụng trong 30 ngày. Để đăng ký gói cước, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp DL dấu cách LA90 gửi đến tổng đài 9084. Ngoài 3 gói cước đều có mệnh giá là 90.000 đồng, các bạn có thể tìm kiếm các gói cước khác tại phần mô tả bên dưới video hoặc truy cập tại website mobifone.group để tìm kiếm các gói cước ưu đãi và mới nhất của nhà mạng Mobi. Nếu các bạn có câu hỏi cần giải đáp thì hãy để lại tin nhắn tại phần bình luận, mình sẽ hỗ trợ giải đáp với các bạn. Như vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.